3 dấu hiệu cảnh báo bạn bị mắc bệnh hôi chân. Hãy theo dõi hết video để biết chi tiết nhé. Không chỉ có tuyến mồ hôi nách hoạt động nhiều, thường gây ra bệnh hôi nách, mà tại bàn chân cũng có khoảng 2.000 tuyến mồ hôi lớn nhỏ hoạt động. Đối với nhiều người, có tuyến mồ hôi chân hoạt động mạnh là nguyên nhân chính gây ra bệnh hôi chân. Khác với bệnh hôi nách, một số dấu hiệu sớm cảnh báo bạn đang mắc bệnh hôi chân mà bạn nên cảnh giác đó là: thứ nhất, giày có mùi hôi khó chịu. Nếu việc vệ sinh giày dép vẫn được thực hiện đúng cách nhưng mùi hôi ở giày vẫn xuất hiện và nặng mùi thì bạn nên xem xét lại đôi chân của mình, vì giày dép là nơi ủ mầm bệnh hôi chân nên bạn cần phải phòng ngừa bệnh hôi chân từ sớm nhờ việc phát hiện ra giày có mùi nặng. Thứ hai là tất vớ bị ố vàng. Khi mắc bệnh hôi chân thì là do vi khuẩn sinh sôi phát triển dưới chân, chúng tiết ra chất dịch vàng và gây nên mùi hôi khó chịu. Vì vậy khi mà quan sát thấy dớ màu vàng và khô cứng thì bạn nên kiểm tra ngay, vì đây là triệu chứng bị bệnh hôi chân rồi nhé. Thứ ba, chân luôn trong tình trạng ướt át, bước đi hay bị dính vào giày dép. Vì thế mà khi cảm giác thấy rửa chân sạch sẽ rồi mà vẫn có cảm giác ướt át và bẩn thì hãy kiểm tra lại xem bạn đã mắc bệnh hôi chân chưa nhé. Hãy lưu video và chia sẻ để người thân gia đình mình cùng biết nhé. Và đón xem video tiếp theo, em Hạnh sẽ chia sẻ cho cả nhà hậu quả và biến chứng của bệnh hôi chân.